Thưa quý vị, trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Bộ Y tế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Cảnh cáo ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, khiển trách ông Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận sai phạm tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cảnh cáo Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Những thông tin về việc kỷ luật các lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và những sai phạm của các cán bộ này sẽ được chúng tôi phản ánh chi tiết ở phần chuyện trong ngày, được lên sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ sau ít phút nữa. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Ngân hàng Chính sách Xã hội phải tổ chức thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội một cách kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra sai sót, trục lợi. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Liên quan đến việc triển khai nghị quyết 11 về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đến nay, sau 3 tháng vừa làm vừa giải ngân, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân hơn 23.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi với các đối tượng ưu tiên, gồm hỗ trợ việc làm, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mua máy tính và thiết bị học trực tuyến, cho vay mua nhà ở xã hội, hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao việc triển khai của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời yêu cầu thời gian tới, ngân hàng phải đảm bảo việc giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo minh bạch, tránh trục lợi. Còn hai việc là Ủy ban Dân tộc và Bộ Y tế là phải hướng dẫn ngay, có thông tư hướng dẫn ngay cái nghị định 28 để mà cho vay cái ưu đãi đối với cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc số miền núi. Hay cái này không nhắc nữa, nhắc hội trường rồi không nhắc nữa đúng không? Thì tôi đề nghị các ông chí làm nhanh. Năm nay mình thực hiện cái chương trình này cùng với những cái chương trình tín dụng khác của các ông chí nữa thì nó sẽ bị áp lực, kể cả về con người, kể cả về quản lý, rồi kể cả cái sự phối hợp, thì các ông chí phải hết sức là lưu ý để làm sao là cho vay nó kịp thời đúng đối tượng, đấy, công khai minh bạch, đấy, ứng dụng công nghệ thông tin, rồi phối hợp trong hệ thống chính trị, đặc biệt là các cái tổ chức đoàn thể, đấy, làm sao để đúng đối tượng, tránh là sơ suất là về mặt khách quan, còn chủ quan là trục lợi. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong triển khai các gói an sinh, phổ biến chính sách tín dụng đến các cấp, các ngành và nhân dân biết để thực hiện giám sát, đảm bảo nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Khi làm quy hoạch thì rất công phu, nhưng điều chỉnh cũng rất nhanh, chất lượng không cao. Có khi đang là quy hoạch cây xanh, nhưng có người xin mà thấy hợp lý thì chúng ta lại chuyển qua nhà ở. Thiếu giám sát làm cho quy hoạch của chúng ta méo mó. Đây là một trong những tồn tại hạn chế mà Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chỉ ra khi chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tổ chức hôm nay. Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, nghị quyết đề ra mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến 2030 đạt trên 50%, đến 2025 cả nước có khoảng 1.000 đô thị, đến 2030 khoảng 1.200 đô thị. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào 2030. Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh,
phải thấy rằng quá trình đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Nghị quyết có đúng, có trúng, có hay cỡ nào đi nữa mà chúng ta chỉ đạo thực hiện không quyết liệt thì không có kết quả. Phải khắc phục tối đa tình trạng khoảng 10 năm sau tổng kết, đánh giá lại nói là nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị, rất hay, rất đúng. Thường trực Ban Bí thư cho rằng, bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm. Còn chúng ta đã nói chung là khi làm thì cũng rất công phu, nhưng mà điều chỉnh cũng rất nhanh, chất lượng không cao. Lúc thì muốn cao, nhất là quy hoạch đô thị thì 10 tầng thì cho 10 tầng. Đôi khi là vận động thuyết phục có khi cho lên 15 tầng. Có khi đang là quy hoạch cây xanh, nhưng mà có người xin mà thấy có vẻ hợp lý, chúng ta cũng chuyển qua nhà ở. Thiếu giám sát cái chuyện đó, cho nó làm cho cái quy hoạch của chúng ta méo mó. Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền đô thị và gắn với trách nhiệm. Tôi thấy có nhiều vấn đề rất là cấp bách, nhưng mà chúng ta làm rất là chậm. Tôi nói một ví dụ thôi, cải tạo chung cư cũ. Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, chung cư cũ rất nhiều. Nhưng mà mấy năm vừa qua chúng ta cũng loay hoay, kế hoạch này, kế hoạch khác, mục tiêu này, mục tiêu khác, nêu ra rất là dữ. Nhưng mà chúng ta đếm lại thì được bao nhiêu cái chúng ta đã làm xong. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ sớm ban hành chương trình hành động, triển khai nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng. Tiếp tục phiên tòa xét xử đại án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam Vim, Công ty Vận tải Thương mại Vim Vechanco. Chiều nay trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trần Ngọc Hà, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Tổng Giám đốc Vim đã phủ nhận cáo trạng truy tố. Theo cáo trạng, ông Hà bị cáo buộc biết và buộc phải biết việc Vim bảo lãnh thanh toán cho Vechanco là trái quy định pháp luật, nhưng vẫn tạo điều kiện cho cấp dưới thực hiện. Trả lời tại tòa, ông Hà nói việc bảo lãnh vay nếu dưới hạn mức quy định thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc không cần phải báo cáo với Hội đồng thành viên, do đó Hội đồng thành viên bao gồm bị cáo không hề biết việc này. Tiếp tục khai, ông Hà cho rằng mình không có điều kiện để biết về các khoản bảo lãnh này, do đó nếu có thì chỉ nhận trách nhiệm chung của người đứng đầu về mặt hành chính. Ngoài ra, theo cơ quan công tố, mặc dù chưa được Bộ Công Thương quyết định đầu tư và sau đó dừng dự án, bị cáo Trần Ngọc Hà với tư cách Tổng Giám đốc Vim đã ký chi hơn 56 tỷ đồng mua quyền sở hữu công nghiệp với máy kéo của công ty Iseki Nhật Bản. Bị cáo cho rằng việc dừng dự án là trái pháp luật bởi trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp đã được lãnh đạo chính phủ phê duyệt có hạng mục đầu tư sản xuất máy kéo, nhưng khi dừng dự án lại không xin ý kiến của lãnh đạo chính phủ. Ông Hà khẳng định đã thực hiện đúng, không có sai phạm gì.